Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỵ Mùi tháng Ất Mùi. Năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày kỷ mùi, tức can chi tương đồng thuộc Thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, thiên thượng hỏa, kỵ tuổi, quý sửu ất sửu ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày mùi lâu hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành một cục, xung với xỉu, hình xỉu, hại tí, phá tuất và tuyệt xỉu. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi đinh xỉu, ất xỉu, tuổi xung trong tháng, tuổi kỵ xỉu, quý xỉu, tân mão, tân dậu. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là cầu phúc tế tự sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao thần cách Kỵ về tế tự, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao huyền vũ, kỵ về an táng, sao phụ đầu rát, kỵ về khởi công, động thổ, sao ta tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ thần hướng đông bắc, Tài thần hướng chính nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tý mùi tư hại và làm cho bạn đang có điểm báo có người không có ý tốt với bạn trong ngày hôm nay khiến cho bạn bực tức ở trong người hẳn nhìn bạn sẵn lòng lắng nghe những chuyện chia sẻ những gợi ý tuy nhiên bạn sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào trước những người chỉ thích chỉ trích nhất là trong ngày hôm nay khi bạn khá nhạy cảm Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Tý có được cơ hội để trò chuyện với một nhân vật đầy trí tuệ nào đó. Nhờ thế mà với những phút giây đi qua sẽ rất ý nghĩa và mang tính giải trí. Cũng nhờ vậy mà bạn tuổi Tý học hỏi được vô khối những kiến thức giá trị lẫn kinh nghiệm cho mình trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi Tý trong ngày thứ bảy này lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về tình hình tài chính của bạn đang bị ảnh hưởng ít nhiều từ tác động khách quan. Việc của bạn là nên hạn chế tối đa số tiền cần phải chi tiêu vào lúc này vì bạn chẳng thể nào hoàn toàn tránh được rủi ro đang xảy ra với mình nhé. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim hãy tìm về giá trị đích thực của toàn bộ sự việc. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có người nhắc nhở bạn về quá khứ buồn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa chấp nhận sự thật như là cách nó vốn có. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ bạn đủ thông thái để xử lý những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không có ai có thể bắt ép bạn làm việc gì mà bạn không muốn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 55, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu. từ Vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu dễ nóng giận, nối năng gắt gọng với ai đó khi có ý kiến bất đồng trong ngày hôm nay. Một phần là vì bạn cho rằng bản thân tác động với hoàn cảnh mà quên tự mình kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn cần phải chính chắn hơn nữa trong cách giải quyết vấn đề trong ngày hôm nay bạn tuổi Sửu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang tới cho bạn có được những cơ hội để gia tăng cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, số tiền không đủ nhiều giúp cho bạn đổi đời. Vì thế, đừng có mong trò may rủi này diễn ra nhiều hơn. Thay vào đó, bạn cần phải dựa vào sức của mình bằng năng lực thực sự cũng như là sức lao động của chính mình mà thôi. Và ngày này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và đây là điểm báo không thuận lợi cho những ai muốn dưỡng bệnh. Bạn mệnh đừng quá nhờ dựa vào thuốc thang, yếu tố về tinh thần cũng rất quan trọng và bạn có thể cải thiện bằng việc suy nghĩ tích cực hoặc là tự biết tạo ra niềm vui cho mình bất chấp về bệnh tật. Vài từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim chớ vội đổ lỗi cho hoàn cảnh vì bạn cũng có lỗi từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy sai thì sửa đừng có ngại thừa nhận lỗi lầm từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy tìm vẻ đẹp trong từng việc bạn làm từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng chủ quan cho rằng việc đó bạn biết rồi từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc thuận lợi hơn trong việc kinh doanh buôn bán và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 47, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là bà tuổi dần đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo có sự căng thẳng trong mối quan hệ của bạn ngày hôm nay. Sự mâu thuẫn chưa hẳn đã là điều gì đó tồi tệ như bạn nghĩ và đôi khi chúng lại là cánh cửa mở ra điều gì đó thú vị cho tương lai của bạn. Bạn chỉ thay đổi thái độ trong việc đánh giá vấn đề là được. Ngày này với bạn tuổi dần, cơ hội cho một cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở đã đến và đây là lúc bạn nên yêu cầu người bạn nào đó giao tiếp trực tiếp với bạn để tìm ra tiếng nói chung cho một vấn đề nào đó mà vì nó cả hai đang có sự căng thẳng. Bạn cần phải sẵn sàng để cởi mở lòng mình, bạn tuổi dần nhé xem tử vi cho thấy ngày hôm nay đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi vai tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không nên nhụt chí từ bỏ một cách quá dễ dàng tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa phản ứng của bạn rất quan trọng trong việc xử lý vấn đề ngày hôm nay tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đừng quá định kín với ai đó bạn còn chẳng biết họ là ai, từ vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, chớ giữ quá lâu những niềm tin sai lầm, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, hãy nhìn nhận và đánh giá lại lỗi lầm của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 85, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu đen màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi dần từ vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này mang lại những chỉ dẫn khôn ngoan cho bạn tuổi mão trong chuyện tình cảm. Điều mà bạn không nghĩ đến trong một mối quan hệ về tình cảm nào đó sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay. Nhất là đối với những bạn đang còn độc thân, càng có cơ hội tin tưởng vào điều tốt đẹp sẽ tới với mình. Tuy nhiên, á, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi mão nên cẩn trọng trong việc giao tiếp và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn trong ngày hôm nay. Bạn cần phải bảo vệ hình ảnh, tiếng tâm của mình thay vì nghĩ gì là nói nấy. Cũng đừng có làm tổn thương người khác vì sự nối năng thiếu suy nghĩ của mình nữa. Ngày này, bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Và đây là điểm báo không tốt cho túi tiền của bản mệnh. Bạn có thể phải đối mặt với những khó khăn liên quan tới vấn đề về tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu cần, bạn hãy nhờ người khác giúp đỡ bạn tuổi mão nhé. Vai từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, tình cảm hai người đang được cải thiện rõ rệt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dễ bỏ dở giữa chừng khi gặp điều không như ý tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải cẩn thận có tiểu nhân gây hại cho bạn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên dành thời gian để được nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều hơn tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không nên xem nhẹ tiểu tiết trong những việc xảy ra ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vị tuổi Thìn thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được những cơ hội để gia tăng thu nhập cho mình ngày hôm nay đó có thể không phải là do bạn may mắn có được mà hoàn toàn là do năng lực của bạn tạo nên mà thôi vì thế bạn cần phải trân trọng từng đồng một mà bạn có được đó bạn tự thìn nhé Ngày này với bà Tử Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Cộng thêm tác động tiêu cực của thời tiết cho nên với bà Tử Thìn thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, cảm thấy bất an. Và ngày hôm nay bạn cần phải cố gắng hoàn thành tất cả mọi công việc để được đi nghỉ sớm có nhiều thời gian nhất để nghỉ ngơi. Ngày này với bà tuổi Thìn ạ không nên thực hiện những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để tăng thêm sự may mắn cho mình còn đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, một số vấn đề được nhanh chóng xử lý trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, nghiêm túc trong công việc không nên hài lòng với thực tại. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc có thể may mắn gặp được người hỗ trợ cho bạn về tiền bạc. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nên quan tâm tới sức khỏe và xem nói là mối bận tâm hàng đầu. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đừng quá mơ mộng những gì phi thực tế. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 56, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện cái điều này hỗ trợ cho bạn tuổi tỵ đang được người thân giúp sức bạn nên nhớ là hãy nhờ cậy giúp đỡ của họ không có nghĩa là bạn trở thành một kẻ yếu đuối và bạn cũng đừng quên rằng con người không ai là hoàn hảo cả mọi người có một điểm yếu vì thế mà sự hỗ trợ trở nên vô cùng cần thiết trong cuộc sống này thương quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy nhiều việc chẳng được như ý muốn có thể xảy ra trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ. Cân bằng giữa cảm xúc và lý trí là điều mà bạn tuổi Tỵ nên làm trong ngày hôm nay. Có thể bạn đang để cho cảm xúc thôi thúc bạn làm một điều gì đó, nhưng bạn cũng nên có sự cân nhắc kỹ lưỡng xem chúng có thực sự phù hợp hay là không, nhất là ở thời điểm này ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi tỵ không được chủ quan về phương diện sức khỏe ngày hôm nay có thể vì bạn chăm chỉ làm việc cho nên bạn không ý thức được những tiểu tiết hoặc là những vấn đề đang thay đổi trong cơ thể của bạn nữa về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa chi tiêu tiết kiệm không nên phóng tay cho những việc không cần thiết từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ trong họa có phúc bạn luôn tìm ra cơ hội cho mình từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh mộc hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc mở mang kiến thức từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ giúp cho bạn cải thiện được sức khỏe từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có cơ hội để cải thiện về tình cảm hiện tại vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 32, số 44, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành ngọ mùi hợp nhật nguyệt cái điều này mang tới nhiều tin vui và những mối quan hệ tốt đẹp cho bạn tuổi ngọa ngày hôm nay tất cả là nhờ cách hành sự mềm mỏng hài hòa của bản mệnh thậm chí có người đánh giá rất cao về những gì bạn làm ngày hôm nay nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày cốt thực thần chiếu mệnh báo hiệu cho bạn tử ngọ có thể thả lỏng bản thân mình trong ngày hôm nay hãy để cho những cảm xúc làm chủ bạn thay vì sống quá lý trí ngày hôm nay sự khô cứng và máy móc sẽ làm cho bạn mỏi mệt và đánh mất đi những cảm xúc chân thực nhất của mình trong mọi trường hợp bạn hãy luôn là chính mình bạn tử ngọ nhé trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh, cái điều này cho thấy đây sẽ không phải là một ngày kiệt sức vì vất vả của bạn. Bạn yên tâm vì điều đó, các hoạt động diễn ra sẽ đem đến cho bạn thật nhiều những niềm vui, tiếng cười và sự thoải mái thay vì những cuộc đấu trí căng thẳng và mệt mỏi. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, bạn đủ tinh thông để xử lý các vấn đề khôn ngoan. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, sự khiếu liếu của bạn được đánh giá rất cao. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng có sợ tin đồn khi bạn là người ngay thẳng. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, có người bảo vệ và ủng hộ con đường mà bạn đi. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tránh xa những người sống không thật lòng với mình. Về đánh giá của bà Tử Ngoạn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 91, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh ngọc, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đã gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh dự báo cho bạn các vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay được giải quyết một cách ổn thỏa và hanh thông với bạn nhận được những khoản tiền từ việc làm nghề phụ hoặc là đủ may mắn để nhận được một khoản tiền thưởng hoặc được người chua tiền vào ngày hôm nay nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuyến mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Có những thay đổi trong cơ thể là lúc bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, bạn cần phải chú ý trong khoảng thời gian này, thời tiết khá khó chịu, bản mệnh nên hạn chế đi ra ngoài, thời tiết nắng mưa thất thường rất dễ làm cho bạn bị ốm và xem tử vi cho thái hôm nay với bà tuổi tỵ không nên trị bệnh ở hầu do đó bản mệnh cũng cần phải lưu ý không tác động lên vị trí này ngày hôm nay vai tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim thích được nghe những lời khen ngợi không thích nghe lời chê trách tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy xử lý được một số việc như là rất khó khăn tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa tính tình Hiếu Thắng không chịu được lời kích bác tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ hãy thử đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 24, số 71, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân trong ngày này đã gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy và đây là thời điểm tốt để cho bạn tuổi thân khai mở về trí tuệ. Sẽ có vô khối các câu hỏi băn khoăn nảy sinh ở trong đầu bạn ngày hôm nay. Thế nên đây chính là cơ hội tốt để cho bạn tư duy, động não và tìm kiếm kiến thức phù hợp cho chính mình. Bạn đừng có quên rằng bạn có nhiều nguồn để tìm hiểu những kiến thức, những thông tin hữu ích. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này giúp cho bạn mệnh có thể cải thiện về tình hình sức khỏe của mình một cách nhanh chóng. Thay vì cố gắng nhờ dựa quá nhiều vào thuốc thang, bạn chỉ cần nghỉ ngơi đủ và đảm bảo giấc ngủ ngon là giúp cho cơ thể của bạn được hồi phục một cách nhanh chóng nữa rồi. Ngày này, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân cần phải lưu ý kiên cự những công việc như là chôn cất, cưới gã, trộ cửa, xây dựng, khai ngoài phòng thủy, khai trương, xuất hành, đóng thọa đường, lốt giường, các vụ việc khác cũng không tốt đẹp nhé. Và ngày này, nếu như có công việc phải xuất hành đi xa, thì bạn mệnh cũng nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để xuất hành, hạn chế những rủi ro xảy ra với mình, tăng thêm sự may mắn cho mình bạn tuổi thân nhé. Về từ vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, công việc được thuận lợi, có được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Từ vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, và cấp trên tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ khẳng định được vị thế ưu thế của mình trong công việc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tình hình ngày càng được cải thiện khi có được sự hỗ trợ tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có người chỉ cho bạn phương hướng phù hợp và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 47, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi dậu đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi dậu có thể phải chịu thiệt thòi một chút và tốt nhất là bạn hãy nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của mình thay vì vòng vo chọn lựa những côn từ kỹ lưỡng. Bạn đừng quên rằng sự thật dù đôi khi khó nghe nhưng vẫn là những lời giá trị nhất đáng để cho bạn nhận lấy. Ngày này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng cái điều này hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện về tình hình tài chính hiện tại. Bạn phải đủ tinh ý để nhìn nhận ra đâu là cơ hội vì mọi thứ đi qua rất nhanh. Ngoài ra, nếu có thể, bạn nên nhờ sự hỗ trợ của những người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn cho mình. Xem từ vi cho thấy, hôm nay với bà tuổi Dậu nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, thì bản mệnh nên ưu tin về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn trong công việc. Vai tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, bạn hay nóng vội, tức giận vì không kiểm soát được cảm xúc. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, sự nhạy cảm của bạn trong ngày hôm nay đóng vai trò quan trọng. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, hãy nghỉ ngơi để có được sự tỉnh táo, ngày mai mọi việc sẽ ổn. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, không nên suy diễn quá mức, tình hình không như bạn tự tưởng. Tử vi tuổi quý giàu thuộc mệnh kim có sự ảnh hưởng tiêu cực từ người ngoài, ảnh hưởng tới bạn. Và đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 55, số 98, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn Tử Tuất đang chịu tác động của cục diện ngũ hành, hình hại đặc quyền. Cái điều này nhắc nhở bạn Tử Tuất rằng bạn có vị thế riêng dù bạn là ai. Nếu bạn đang cảm thấy rằng mình rất cần một không gian, thời gian riêng thì đây là lúc thích hợp để cho bạn làm điều đó. Bạn hãy lên tiếng thẳng thắn với người bạn của mình để cho họ hiểu và tôn trọng những mong muốn của bạn. Bạn đừng có e ngại vì đó là quyền lợi của bạn. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày thứ bảy này với ba tuổi tuất lại đang gặp được ngày có chính tài hỗ trợ cho bạn, mở ra những cơ hội tìm thấy vận may về tài chính. Bạn dễ dàng gặt hái được tài lộc từ sự chuyên cần, chăm chỉ, chứ không phải là ngồi đúa mà chờ may mắn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải quý trọng từng đồng tiền mà bạn làm ra, đừng có tiêu xài phung phí bạn tuổi tuất nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, các điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh bị ảnh hưởng. Có thể bạn hay bị ho, khó thở, chớ để cho tình trạng này kéo dài, bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt, không nên chủ quan với sức khỏe của mình bạn tuổi Tuất nhé. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình, từ vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ tình hình có nhiều trắc trở gây ra rắc rối cho bạn tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc sức sống mới từ những quan niệm góc nhìn mới của mình tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có người hỗ trợ cho bạn trong công việc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chăm chỉ tìm thêm thông tin bạn sẽ tự mình tìm ra câu trả lời và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 21, số 55, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này giúp cho những bạn đang còn độc thân có được tiếng nói chung với một người khác giới nào đó tuy nhiên bạn cũng không nên vội vàng nuôi mộng ảo hãy cứ để cho cảm xúc diễn ra tự nhiên và tận hưởng những thay đổi tích cực đang diễn ra hôm nay cũng thuận lợi cho các cặp vợ chồng cải thiện mối quan hệ hiện tại ngày này với bạn tuổi hợi nhờ có chính ấn chiếu mệnh mà giúp cho bạn tuổi hợi có được những cơ hội nhận ra rằng để có được những thành quả mới trong sự nghiệp thì bạn cần phải có kế hoạch mới bước đi mới bạn đừng cố trông chờ ý lại vào bất cứ ai khác nếu không bạn sẽ mãi mãi tụt hậu lại phía sau mà thôi chủ động và tích cực là chìa khóa cho sự thành công bạn tuổi hợi nhé Bên cạnh đó, trong vận tình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy bản mệnh trở nên ôm đồm quá nhiều công việc mà lại thiệt thân. Nếu như bạn cảm thấy rằng mình quá bận rộn đến mức không có thời gian cho những câu chuyện phím với những vấn đề rắc rối của một người nào đó thì hãy thẳng thắn chia sẻ với họ. Hãy cho họ biết rằng bạn cần thời gian để tập trung vào các công việc của mình nhiều hơn cái đã. Vậy tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nên hành động lý trí chớ để cho cảm xúc lấn át tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ chớ nóng nảy trút giận lên đầu người khác tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hạnh phúc gia đình ngày càng được cải thiện tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chịu khó cực nhọc một chút rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy được người thân ủng hộ truyền tình cảm hai người có được sự cải thiện và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 64 số 73 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu cam màu vàng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày สิ่ง chào เงาไล